Xin kính chào toàn thể mọi người, quay trở lại với video mới trên kênh YouTube HTPro189. Và ngày hôm nay thì mình sẽ mang một cái chiếc vật muỗi cũ hỏng ra để tạo thành một cái thứ mà gần như nhà nào cũng cần. Thì các bạn xem trong hình thì không biết là đã đoán được chưa? Thì với cái video ngày hôm nay mình sẽ biến chiếc vật muỗi này thành một cái tạo ion cũng như là tạo khí ozone nha các bạn. Mà các bạn biết rồi, khí ozone hoặc là khí ion nó cực kỳ tốt cho sức khỏe con người. Nó tiêu diệt đến gần 100% cái virus vi khuẩn trong không khí, cũng như là làm chìm đi các hạt bụi mịn trong không khí các bạn. Cái việc này nó rất là có lợi cho sức khỏe con người. Hoặc là chúng ta cũng có thể lợi dụng các cái khí này để mà khử mùi trong nhà vệ sinh, hay là để trong phòng ngủ cũng rất là tốt. Thì đây mình có một cái chiếc vật muỗi cũ này các bạn. Với chiếc vật muỗi cũ này thì nó bị hỏng cái phần chân sạc. Bây giờ mình sẽ tháo ra rồi. Phần chân sạc nó bị gãy như này các bạn này. Đó, và bây giờ mình sẽ bỏ đi một số những cái bộ phận không cần thiết. Cục màu đen này chính là phần pin này các bạn. Và cái vỉ mạch màu xanh thì chính là cái phần nâng cái điện áp từ 3,7-4V2 đến khoảng 5V vẫn hoạt động bình thường các bạn nhé. Nó sẽ tạo ra điện áp cao thế ở trên cái phần lưới điện phần vật muỗi kia. Mà cái trên cái lưới, những anh em nào, những ai mà chúng ta đã dùng vật muỗi chúng ta biết rồi, nếu chúng ta khi bật lên với cái không gian nó tĩnh thì nó sẽ nghe thấy cái tiếng xì xì trên cái vật ấy. Thì đó chính là cái sự phóng điện cao áp giữa hai bản cực âm và dương, điện thế cao. Và trong cái quá trình mà nó phóng điện như vậy, nó sẽ tạo ra cái khí ozone các bạn nhé. Với khí ozone này các bạn có thể ngửi, nó có cảm giác như có mùi hơi tanh tanh nhẹ. Và cái khí đó nó sẽ làm rất là nhiều tác dụng, ví dụ như là khử mùi này, khử độc không khí này, hay là ứng dụng làm khử độc hoa quả bằng cái máy tạo ozone các bạn. Đó, thì chúng ta có thể tận dụng cái vật muỗi này để làm cái mạch tạo ozone, nó cũng tạo rất là mạnh luôn. Bây giờ mình sẽ thử với cái mạch điện này. Mạch điện này nó sẽ chạy bằng viên pin, nó khoảng khi đầy nó hơn 4V các bạn nhé. Đây là cái công tắc tắt mở chính. Bây giờ thì mình sẽ hàn cái công tắc mà chúng ta khi ấn nhả này. Mình sẽ hàn liệt luôn. Thì khi mà hàn như vậy thì chúng ta sẽ không cần phải ấn tay nữa. Khi bật công tắc bên dưới thì nó sẽ hoàn toàn cho cái máy chạy liền, chứ không cần phải ấn cái công tắc ấn nhả. Đó, thì đây là công tắc ấn nhả này. Bây giờ mình sẽ hàn chập luôn, có nghĩa là tương đương với việc chúng ta luôn giữ tay vào đó và mạch điện luôn hoạt động. Bây giờ mình sẽ bật lên và thử này, pin này của nó cũng bị yếu điện rồi nên nó sẽ yếu hơn bình thường. Khi mà chập hai lưới lại với nhau ấy, thì nó sẽ sinh ra cái tiếng nổ, đó chính là điện áp cao. Bây giờ mình sẽ tắt cái công tắc chính này đi và mình sẽ cắt bỏ cái phần chân sạc này đi, mình sẽ không cần sử dụng nó nữa. Mình sẽ lấy một cái bộ adapter 5V, hạ áp từ 220 ra 5V. Cái dây mà mình đã buộc ở đây là cái dây ký hiệu cho dương nguồn, còn cái dây còn lại kia là âm nguồn. Mình sẽ bỏ đi luôn cái quả pin này và mình sẽ xác định chân nào là chân âm và chân nào là chân dương thông qua cái việc mà quả pin đánh dấu này các bạn. Nó cái phần mà bên có dấu cộng chính là dương nguồn, phần phần có dấu trừ thì chính là âm nguồn. Ít nhất thì chúng ta quan tâm về điện cũng biết được cái âm dương rồi. Bây giờ mình sẽ bấm đi nhé. Sau khi xác định xong chân âm dương thì chúng ta sẽ bấm đi. Mình sẽ hàn cái dây 5V từ cái bộ nguồn adapter kia. Dây này chính là mối âm nguồn. Dây còn lại này chính là dây dương nguồn. Bây giờ mình sẽ cắm thử 220V và kiểm tra xem rằng là có hoạt động đã đủ mạnh hay chưa nhé. Khi mà cắm vào các bạn chập vào lưới, hai lưới lại với nhau bằng cái một cái tô vít ấy, thì nó sẽ sinh ra tiếng nổ rất là lớn. Và nghe sát tai ấy, thì nó sẽ có tiếng xì xì các bạn nhé.
nếu khi ngửi mũi vào thì nó sẽ có mùi tanh. Đó, nổ rất mạnh rồi này. 5V thì nó sẽ nổ rất là mạnh. Hai cái lưới này nó sẽ sinh ra cái sự phóng điện, kể cả khi chúng ta không dùng cái tô vít này, nó vẫn sẽ phóng điện. Và chúng ta nghe thấy tiếng xì xì. Bây giờ thì mình sẽ tiến hành lắp cái mạch lại. Lắp lại các cái công tắc này để khi chúng ta muốn tắt máy đi, không cần rút điện thì chúng ta vẫn có thể tắt hoặc thông qua cái công tắc này. Còn cái nút này thì lắp vào cho nó đẹp và nó đầy đủ. Các cái bộ phận thừa thì chúng ta sẽ bỏ hết. Và để tản cái khí ozone nó đi tốt hơn trong cái không gian mà chúng ta cần đặt ấy, thì mình sẽ sử dụng với một cái chiếc quạt gió. Quạt gió này mình dùng loại cỡ lớn là loại 12 cm vuông, 12 x 12 cm vuông các bạn nhé. Điện áp là 12V, sử dụng với cái nguồn mà cấp vào là 5V này thì sẽ tốc độ nó khá là chậm, nhưng mà với cái tốc độ này nó sẽ không ồn, chúng ta có để trong các cái không gian cần tĩnh thì nó sẽ không gây ra tiếng ồn các bạn nhé. Mà nó cũng chỉ cần cái tốc độ như vậy thôi để phân tán đi cái lượng ozone ở trên hai cái bản cực lưới kia đi xa hơn và đồng đều hơn trong không gian. Thì cái dây âm nguồn này, dây dương nguồn này mình sẽ hàn trước. Dây là dây dương nguồn, mình sẽ hàn chung với cái mối dương nguồn từ adapter ra. Và cái vật mũi này thì thông thường nó dùng cái công tắc tắt mở phần âm nguồn. Thì mình sẽ đấu cái phần âm nguồn ở đằng sau công tắc. Đây chính là dây âm nguồn này. Và mình sẽ đấu đằng sau công tắc, có nghĩa là khi công tắc được bật lên thì cái vật mũi hoạt động và quạt gió mới được chạy. Và khi tắt đi thì nó sẽ đồng thời là tắt đi luôn cả quạt lẫn cái vần muỗi. Bây giờ mình sẽ cắm điện thử ra. Đó, các bạn thấy rằng là quạt gió đã chạy rồi. Và khi mà các bạn ngửi mùi ở sát cái quạt ấy, chúng ta sẽ thấy luôn mùi tanh nhẹ nhé. Thì cái mùi đấy chính là khí ozone được tạo ra. Bóng đèn đỏ này báo trạng thái mình đang bật và chúng ta cũng thể tắt đi. Tắt đi thì tắt luôn cả vật muỗi để tạo ion, tạo ozone cũng như là tắt luôn cả quạt gió. Khi bật lên thì đồng thời cả hai cái này nó đều hoạt động. Rất ăn khớp nhau. Bây giờ thì mình sẽ lắp lại cái phần vỏ lắp này cho nó kín đi. Giống như một chiếc vật muỗi thông thường, thế nhưng mà nó lại rất là đặc biệt bởi vì nó không còn sử dụng để bắt những con muỗi với cái công việc nhỏ nữa, mà nó có một cái chức năng mới rất là to lớn, đó chính là tạo ra khí ozone, làm trong sạch không khí, diệt vi khuẩn và có thể khử mùi luôn rất tốt. Được kết hợp với một chiếc quạt gió để nó phân tán đi cái lượng khí ozone này đi xa hơn cũng như đồng đều hơn. Và mình nghĩ rằng là cái chức năng này nó rất là quan trọng cũng như là cần thiết, mà chúng ta chỉ cần tận dụng từ một cái vật dụng rất là đơn giản có thể hỏng rồi bỏ đi, đó chính là chiếc vật muỗi. Bây giờ thì mình sẽ lấy cái lạt nhựa này để cố định cái quạt gió này ở trên phần lưới. Với cái quạt gió này các bạn có thể đặt ở bất kỳ bên nào cũng được, bởi vì khi nó sinh ra thì cái lượng khí ozone ấy nó sẽ sinh ra vào cái quạt gió này, nó sẽ hút vào quạt và phân tán đi nơi khác xa hơn. Đó, thì mình sẽ dùng lạt nhựa này.
mình sẽ bấm cái phần thừa này đi. Như vậy là đã tạo thành một cái thiết bị làm sạch không khí. Cũng có thể nói đây là một cái máy lọc không khí đơn giản, chúng ta có thể chế từ vật muỗi. Và với cái video này thì mình hy vọng rằng sẽ giúp ích được cho rất là nhiều người, cũng như là sẽ phần nào làm trong sạch hơn những cái không khí và không gian ở của chúng ta. Đó, và mình cũng sẽ khép lại cái video này tại đây. Và hẹn gặp lại mọi người ở những cái video chia sẻ lần sau.